Thưa quý vị, xác định giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã có nhiều giải pháp để xây dựng các nền tảng số, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, tạo ra một quy trình giáo dục hấp dẫn và hiệu quả hơn. Năm 2020, dưới tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng áp dụng giảng dạy trực tuyến ở tất cả các bậc học khi học sinh không thể đến trường. Từ những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, các thầy cô giáo đã dần làm chủ công nghệ, tương tác tích cực với học sinh, nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, từng bước thay đổi nhận thức về chuyển đổi số. Nó sẽ không được như trực tiếp trên lớp học, nhưng mà nó cũng giải quyết được khoảng 80-90% cái sự hứng thú người học. Và cái quan trọng là mình nói với các em là các em có trải nghiệm. Thậm chí cũng cái bài học đó mà mình giảng mỗi lần là mình lại dùng những công nghệ khác nhau. Có hôm mình dùng Zalo rất là hiệu quả, có hôm mình dùng livestream trên Facebook, có lúc mình dùng Zoom, có lúc mình dùng trên Viber, và có lúc mình vào Google Doc của Google, và có lúc mình livestream trực tuyến. Và các em thậm chí vào cả Facebook của trường để các em được tiếp cận và các em cảm thấy mình là một thành viên của trường. Việc xây dựng các nền tảng số được ngành giáo dục thành phố chú trọng. Đến nay, 100% các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố thực hiện cập nhật dữ liệu, báo cáo thống kê trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo. 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử cho các lớp đầu cấp. Các trường học được đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin. Thì hiện nay là nhà trường, tất cả các phòng học thì đều được trang bị các thiết bị dạy học giúp cho giáo viên là hỗ trợ thêm cho giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên là được thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về việc sử dụng các thiết bị công nghệ, ví dụ như là thiết bị Ubuntu. Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là đổi mới hay công nghệ, nó còn là vấn đề về con người. Đội ngũ giáo viên trong thời gian qua đã từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ, thay đổi phương pháp dạy học để có những bài giảng hấp dẫn, hiệu quả hơn. Năm học 2019-2020, có 2.550 giáo viên tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning cấp thành phố. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chắc chắn là sẽ mang lại rất là nhiều cái hiệu quả lớn cho từng cái tiết học. Mà cụ thể như là đối với một cái tiết học mà có ứng dụng công nghệ thông tin á, thì chúng ta thấy rằng là cái đối với việc soạn giảng của giáo viên là đương nhiên là dễ dàng hơn rồi. Cái thứ hai á, là cùng với cái sự hỗ trợ các cái tư liệu từ Internet nha, hỗ trợ cho giáo viên thì đương nhiên cái tiết dạy nó sẽ sinh động, hấp dẫn và cuốn hút học sinh. Thì qua đó là học sinh cũng sẽ là dễ hiểu, dễ tiếp cận, thì sẽ nâng cao được cái chất lượng của cái tiết dạy lên. Thời gian đến, ngành giáo dục thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý hoạt động giáo dục, quản trị nhà trường, dạy học trực tuyến, triển khai xây dựng trung tâm học liệu của ngành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu, học liệu phục vụ công tác dạy và học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.